Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại chương trình của Basa Team TV. Thật ra gọi là hôm nay là một ngày mình hơi bị vui, đó là mình đã nhận được một món hàng rất là quan trọng. Và món hàng này liên quan đến con PlayStation 2 chúng ta. Và đây là lần đầu tiên mình sở hữu đồ thì gọi là vô giá. Mình là vô giá. Hôm nay thì tạm hoãn chương trình question and answer do thiếu người quay, thì người quay của mình đó là bản thân mình. Thế nên là bây giờ thì chúng ta sẽ khui hộp. Bữa nay mình vừa khui được cái hộp này. Đây, hộp này. Cái hộp này sẽ khui cái hộp này. Thì hôm nay mình đặt mua khá đống đồ liên quan đến PS2. Bây giờ chúng ta sẽ số rất quan trọng với hai anh em sẽ lắc mắt trong coi. Thì bây giờ mình sẽ phụ hộp như thế này. Rồi mình sẽ phụ hộp ra mình xem bên trong cái gì. Rất cẩn thận biết là bên trong này sắp được chứng kiến một tá đồ rồi. Wow, check it out, anh em xem này, đây là một list đĩa gốc PS2. Wow, một list đĩa gốc PS2. Đây hôm nay là chủ đề chính mình muốn giới thiệu cho anh em, đây chính là một lớp đĩa list đĩa PS2 gốc chiến sĩ, bao gồm cả Burnout Revenge, Onimusha 2. Hoặc là còn có là Tam Quốc 2 này. Wow. Đây anh em nhìn kỹ này, bản này phiên bản rất hiếm đấy, very rare. Đây mà tìm ở Việt Nam được cái đĩa Tam Quốc 2 thì rất hiếm. Ring của Jack Down. Ai, là cái game địch. Bông The Ring. Wow, có cả. Oh my god, fuck it is. Anh em check này. Wow, đây là một trong những cái game mà mình muốn cho anh PS2 nhất, có sở hữu nhất, GTA San Andreas. Rồi, mình sẽ khui từng cái để mình kiểm tra ra xem nào nhé. Ok, mình đã khui được cả đống này ra trong đống hộp này. Và mình check ở đây có rất là nhiều game. Đa phần cả UFC, Sudden Impact, Downhill, Domination, Burnout, Revenge. Toàn những game mà mình yêu thích thôi. Onimusha 2, cực kỳ huyền thoại, anh em nên chơi ngay đi. Dice UR 2, Tam Quốc 2, game cực hiếm. Rainbow Six Lockdown.